Ủa chị Nê đâu rồi chị Nê? Hello anh em nha. Dắt xe đi review lên sóng cho anh em nha. Rồi. Con này nội công là 62 dinh dinh nha anh em. Thì và ngoài là full vàng éo như như hình. Manh bay đao. Rồi. Bô dinh móc và nắp nồi ép ép nha anh em. Thì nội công của con này là máy 62 dinh dinh, lòng ICF. Dinh dinh thay tay ICF, đầu rét leo xin phi bọc pin nha anh em. Rồi qua đây quay cho anh em coi cái máy nè. Máy móc là khô ráo sạch sẽ nha anh em. Đó, đầu rít leo CNC bọc pin. Rồi qua đây. Lòng ICS nha anh em. Đó, quay chữ ICS cho anh em thấy nè. Rồi ok. Rồi qua đây. Đầu led nha anh em. Rồi bô zin móc. Thì xe sạch sẽ, không có gì để bàn cãi nha anh em. 25 triệu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy lên, máy móc là bao êm cho anh em luôn nha. Anh em xem xe thì bán kính 500 km, mình sẽ ship xe cho anh em nha. Bye anh em.